Nếu bạn đang tìm một cái căn nhà để an cư lạc nghiệp gần chợ, gần trường học, gần chùa Tòa Thánh, gần chợ Long Hoa và nằm trong khu dân cư để an cư lạc nghiệp thì đây là một cái căn nhà đầy đủ tiện nghi, tặng nào là bàn ăn nè, tặng bếp ăn, tặng luôn cái máy lạnh. Đó, có nước nóng, đầy đủ công năng, khu vực dân cư, đường xá thuận tiện. Mời quý cô chú anh chị mình tham khảo cái bất động sản này nha. Tết đến xuân về, mà nếu mà quý cô chú anh chị mình đang tìm một cái căn nhà để mình an cư lạc nghiệp tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, thì em Hậu tin rằng đây là một cái căn nhà mà quý cô chú anh chị nào mình nhìn qua thôi và mình đến là chắc chắn là mua ngay luôn. Với một cái thiết kế như vậy, một cái bộ bàn ăn thương hiệu Ý, đắt tiền, sang xịn mịn. Đó, phong cảnh, bối cảnh tuyệt vời. Để mà chúng ta đi làm về tới buổi chiều, một người vợ nấu một bữa cơm bên gia đình, cả gia đình quay quần bên nhau thì còn gì bằng nữa, đúng không quý anh chị? Đó, thì để mà am hiểu hơn, xem chi tiết hơn về căn nhà thì đây, với một cái thiết kế phong cách hiện đại thì anh chị chủ nhà tặng cho quý cô chú anh chị mình nè một bộ bàn ăn với một cái bếp âm Rinnai, toàn bộ hệ thống tủ treo, tủ bếp mặt thì đã qua cơn. Đó, ở phía sau có nguyên một cái sân sau để cho quý cô chú anh chị mình về đây có thể là mình làm sân nắng, trồng cây, đầy đủ cái công năng ở khu vực này. Đó, tặng cho quý cô chú anh chị mình là gì ạ? Ba cái đèn năng lượng mặt trời. Đó, tối là tự động sáng. Nhà chúng ta là có tường bao quanh rộng rãi. Ở đây là cây nhãn là nó trồng nó hơi eo uột một tí, nhưng mà về mình chăm sóc rồi có thể là nó sẽ phát triển, còn không thì quý anh chị mình có thể trồng cái cây loại khác cũng được. Đó, đèn thì quý anh chị thấy nè, rất là nhiều. Đó, một cái sàn nước ở cái khu vực này, gạch thì dán lên luôn. Đó, ở khu vực này á, là đang là được là lót gạch đá nè quý anh chị, một cái loại gạch mới trong xây dựng. Nên quý cô chú anh chị nào mà mình đang tìm một cái căn nhà thuộc thị xã Hòa Thành để Tết nhất, năm hết Tết đến, quý cô chú anh chị mình về đây để an cư lạc nghiệp thì ở đây ha. Nhà thì nói chung là thiết kế một cái phong cách rất là mới. Đây là một cái mẫu nhà lần đầu em Hậu review trên kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Đó, và quý cô chú anh chị nào đang xem thì có thể đăng ký kênh và like, chia sẻ cái video này để bạn bè anh chị mình gần xa có thể xem được các sản phẩm của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh ha. Một cái nhà tắm và nhà vệ sinh riêng ở đây, bên kia một cái nữa, nhà ở nội ở đây là hai cái nè, gạch nè, dán lên tới trần, có kiến tách biệt giữa nhà tắm nè và phía ngoài. Đó, có cây sen nè quý vị. Đó, bồn cầu là đúc nguyên khối luôn. Này, cửa là cửa nhôm nha quý anh chị, gạch quý anh chị nhìn thôi thấy nó cũng khác biệt rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh ở bên đây nữa. Đó, cũng là gạch dán lên tới trần, bồn cầu thì đúc nguyên khối luôn nha. Đó, nhìn là thấy phong cách quý tộc rồi nè quý anh chị. Bên cạnh đó, ở khu vực này quý anh chị mình sẽ có một cái kiến ở đây nè quý anh chị, một cái labo ở đây, kiến điện ha. Đó, bên đây là một cái đường luồn, một cái lối đi lên phía trước cho chúng ta. Đó, rộng rãi, sang trọng, thoáng mát. Thì cửa nè quý anh chị mình thấy nè, cửa sau kiên cố. Bây giờ mình đi lên trước để mình xem, nãy giờ mình xem sơ sơ phía sau thôi, quý anh chị thấy có những gì hấp dẫn rồi. Này, cửa nhôm nè, có màn cửa nè, ở ngoài nhìn vô view cực kỳ sang trọng. Đó, trần thạch cao led. Đó, rất là đẹp, rất là sang. Để mà tìm hiểu nè quý anh chị thấy nè, cái mí này nè cũng có đó, dán gạch luôn, nó không có văng lên ha. Ổ điện rồi là xung quanh nhà rất là nhiều để cho quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Thì cái chân tường nè quý anh chị, ở đây quý anh chị mình có thể thấy được cái chân tường ở đây là có dán đá luôn. Nó nhìn nó rất là sang nè. Cái nền ở đây á, quý anh chị mình thấy nè, gạch ở đây là quý anh chị, ở đây là gạch giả đá mới ha. Đó, còn đây là đá nè. Bên đây là bồn hoa thì cũng có là đá hoa cương nè.
nó mặt đá hoa cương, bên hông là gạch đá, cửa sổ thì xuyên suốt cái căn nhà được tới mấy cái lận đó. Đây nhìn này quý anh chị, led xuyên suốt cái căn nhà của chúng ta để quý anh chị mình có thể nhìn rõ hơn nè. Một dải led bên hông, một dải led xung quanh đây đó, và nguyên một cái vách tường nhìn có cảm giác như là gỗ rồi quý anh chị đó. Đấy, thấy sao quý anh chị, xuống tiền được chưa quý anh chị, đáng đồng tiền chưa quý anh chị? Đây, chậu hoa bé bé xinh xinh, mình về mình có thể trang trí thêm nữa. Nhưng mà em Hậu nghĩ là với một cái những cái tiểu cảnh như vậy quá đẹp rồi đó. Và ở ngay khu vực này cũng vẫn có ổ điện xung quanh đây nè quý anh chị, mình thấy có rất là nhiều ổ điện nè đó. Có học đầy đủ ha. Một cái mái hiên ở phía trước vừa lấy sáng vừa giúp cho quý anh chị mình che mưa. Nguyên một cái sân rộng mình để đây quý anh chị mình, nếu mà đúng là mình có thể để được tắt phải 5 chiếc ô tô vẫn được nguyên cái sân này luôn nha quý anh chị. Đó, rất là rộng. Với một cái sân lót gạch thôi, nó cũng lạ hơn của người ta nữa. Đó, quý anh chị nhìn vô thấy hấp dẫn không quý anh chị? Nhìn thấy sang không à? Sang thì gọi liền cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh ha, 0839666736. Chiều chiều quý anh chị mình có thể ngồi nhâm nhi một tách trà cùng với bạn bè, người thân của chúng ta, chia sẻ những cái câu chuyện hàng ngày khi mà chúng ta đi làm, gia chạm trong cuộc sống này, thì nhà là nơi để về. Đó, giống như anh Đen Vâu có chia sẻ. Đó, thì hy vọng rằng thông qua kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì quý cô chú anh chị mình sẽ có thể tìm được, sở hữu được những cái căn nhà đẹp, phù hợp với nhu cầu và cá tính của mỗi người. Thì mỗi người chúng ta thì sẽ có một cái cá tính khác nhau. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì cũng sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình các sản phẩm bất động sản khác nhau, tùy theo cá tính, tùy theo nhu cầu của mỗi người mà quý cô chú anh chị mình có thể chọn lựa, có thể tìm được và sở hữu được các sản phẩm của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh gửi đến quý cô chú anh chị mình. Đó, thì thông qua những cái sản phẩm của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì em Hậu muốn là một cái cầu nối để giúp cho người bán và người mua có thể đến với nhau, kết nối được với nhau để tìm được một tiếng nói chung. Đó, giá cả mọi thứ hai bên thương lượng, em Hậu chỉ là quảng cáo giới thiệu giúp cho quý cô chú anh chị mình thôi. Tiếp tục với cây đèn năng lượng mặt trời thứ hai ha, ở ngoài mình còn một cây nữa, nãy giờ mình coi mới có hai cây thôi quý anh chị. Đó, đây nhìn nè, sắc là cũng đã đi qua văn, nói chung là thể hiện được cái sự chăm chút kỹ lưỡng của anh chủ gửi đến quý cô chú anh chị mình, giống như một cái tấm chân tình, một cái lời chúc đến quý cô chú anh chị gần xa khi mà tin tưởng kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, cũng như là tin tưởng anh chủ đất đã muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình. Đây, một cái cổng rào quý anh chị mình thấy phong cách mới luôn nè, lạ luôn. Hứa với quý anh chị rằng đây là cái cửa rào chắc có thể là phong cách một cái cửa rào đầu tiên đó, theo cái phong cách này. Này, hơi chắc nha quý anh chị, hơi kiên cố luôn. Cổng rất cao. Nguyên cây trụ này á, mà quý anh chị mình nhìn nè, đây không phải là gạch nha quý anh chị. Ở đây á là đá hoa cương nguyên tấm luôn. Quý anh chị thấy nè, 4 mét luôn quý anh chị, đúng không ạ? Nguyên bản nguyên tấm luôn, nhìn rất là sang xịn sò. Đường á, trước á là đường nhựa, nhưng mà ở đây là đã lót gạch luôn rồi, và cao hơn đường nhựa rất là nhiều luôn. Cao có thể là 5 tấc luôn, cái nội là cái sân thôi quý anh chị, là cao hơn cái đường nhựa ở ngoài là 5 tấc. Khu vực dân cư đông nè. Đây là cây đèn năng lượng mặt trời thứ 3. Đó, hướng này là chúng ta sẽ đi ra, là đây là đường ra đường Bầu Ếch, cũng ra đường Nguyễn Văn Linh và Trịnh Phong Đáng. Đó, đường thì đường nhựa nha quý anh chị. Điện quý anh chị thấy nè, hệ thống điện 3 pha đầy đủ. Sân trước rộng rãi. Đó, điện là bắt đầu anh đi từ khu vực đây, là đi xuống đây là bắt đầu là đi điện âm để vô nhà luôn quý vị. Hệ thống internet cấp quang đầy đủ cho quý cô chú anh chị mình. Từ xa nhìn thấy một cái căn nhà quá sang, quá đẹp. Đó, nãy giờ mình mới xem sơ thôi, phía ngoài thôi. Bây giờ mình vô phía trong nha quý anh chị, để trong nó có cái gì. Đó, ở đây quý anh chị mình hãy nhìn từ xa với một cái mặt dựng
thiết kế tân cổ điển ha. Nó không phải là hiện đại lắm, nhưng mà nhìn nó có một cái nét gì đó nó quen thuộc với chúng ta. Tất cả các chân tường ở đây là đều được là dán gạch, dán đá hết nha quý anh chị, để chúng ta dễ lau chùi hơn, dễ rửa hơn, nó không có bám bận. Đó, hai chậu hoa, hai chậu cây xanh ở đây. Đó, vào nhà là thấy nó tươi mát rồi quý anh chị. Cái cặp đèn lồng ở đây, đó, Tết nhất tới rồi, treo lên nhìn thấy nó sang liền, nhìn thấy nó đẹp liền. Gạch mà dán phía trước quý anh chị nhìn thấy nó cũng lạ lạ đúng không ạ? À? Đây, cửa thì cửa là bốn cánh. Đó, sơn là sơn nhám, có màn cửa luôn. Một cái video mang tính chất là khoe cái lạ. Đó, để cho quý cô chú anh chị mình. Đó, không biết là quý anh chị mình có mua hay không, có liên hệ với kênh mua bán nhà đất Tân Ninh không. Nhưng mà thông qua cái video này, em Hậu muốn truyền tải những cái mới, những cái lạ, những cái đẹp đến quý cô chú anh chị mình. Nhiều khi quý cô chú anh chị mình có thể thông qua các video này mình có thêm những cái ý tưởng về đó để mình xây nhà. Và nếu mà quý anh chị mà muốn xây thì cũng có thể nhấc máy gọi cho kênh mua bán nhà đất Tân Ninh để em Hậu tư vấn và hỗ trợ. Bên em có đội ngũ kỹ sư thiết kế hỗ trợ quý cô chú anh chị mình thiết kế theo yêu cầu nha. Âu Á thì có hết nha quý anh chị. Trần thạch cao, nguyên một cái đèn rất là sang, nhìn thôi là đã thích rồi nha quý anh chị. Và ở đây nè, quý anh chị mình thấy chúng ta sẽ có một cái màn cửa. Cửa này là cửa cái màn cuốn ha. Ở đây cửa này chúng ta mở ra được nè quý anh chị. Đó. Màn là màn kéo ha. Ở đây một cái luôn, hai cái. Có luôn internet cho quý cô chú anh chị mình. Đó, đi sẵn gắn sẵn luôn rồi. Có chuông báo, có khách luôn nha quý anh chị. Đây, quý anh chị mình thấy nè, thiết bị điện nguyên một cái thiết bị tổng điện Sino hết, nhìn hàng cao cấp. Và lối đi ở đây 1m2. Và quý anh chị mình có để ý gì không ạ? Cái gạch này là hàng chất lượng cao nha. Nhìn cái là quý anh chị thấy được cái bóng luôn á quý anh chị. Đó. Đèn mà nó dạ xuống nền là quý anh chị mình thấy luôn. Đó. Ở đây nè, hai cái phòng ngủ. Tặng cho quý anh chị cái gì trong đây ạ? À? Đối với hai cái căn phòng ngủ này, ở đây là cửa sổ lấy nắng nè, một cái tủ quần áo nè, đó, tủ gỗ luôn quý chị. Đây, quý chị thấy tủ trên nè, tủ dưới nè, đó, hai cái tủ, hai phòng là hai tủ. Bên cạnh đó, một cái máy lạnh, mỗi phòng có một cái máy lạnh, hàng này hàng mới luôn quý chị, máy lạnh Sharp nha. Và cửa quý chị mình thấy nè, đây là cửa nhôm sinh pha. Cửa phòng là cửa nhôm sinh pha luôn quý vị. Có móc treo quần áo cho quý cô chú anh chị mình luôn. Phòng này mình về là một quý anh chị mình để cái giường vô thôi nữa là đầy đủ tiện nghi rồi. Đó. Qua tiếp cái phòng thứ hai nha quý anh chị. Để mình coi cái phòng thứ hai này nó như thế nào. Vẫn là nhôm sinh pha. Khu vực này có thêm cái cửa sổ. Và ở đây trần thạch cao, bước vào lạnh buốt luôn. Đó. Ổ điện rất là nhiều luôn. Một cái ổ điện, hai cái ổ điện. Và đây ba cái ổ điện. Đó, có công tắc cầu giao tổng. Phiếu bảo hành của máy lạnh vẫn còn, remote chưa khui luôn. Đó. Mỗi phòng đều có máy lạnh, đều có luôn là tủ quần áo cho quý cô chú anh chị mình. Đó. Ở bên đây có luôn cái ổ điện nữa. Nội một căn phòng này không, bốn cái ổ điện quý anh chị mình. Để hướng nào cũng xài không được hết. Đó. Nhôm sinh pha kính mờ luôn nè quý anh chị. Hai phòng ngủ rồi. Bây giờ xuống xem kỹ là cái phòng bếp hồi nãy nha. Đây, phòng bếp nè, trần thạch cao nè, đèn Chanel luôn nha quý anh chị. Và ở đây thì cái bếp này là thương hiệu Rinnai, bếp âm luôn. Đó, quý anh chị mình thấy nãy giờ đi vòng với em Hậu xem qua toàn bộ cái sản phẩm của căn nhà. Đó. Đây là sứ nè quý chị. Đó. Thì đi hết vòng xem hết căn nhà rồi, quay lại vị trí cũ, quý chị thấy căn nhà này như thế nào ạ? À? Với một cái căn nhà
có một cái sân để được khoảng 5 chiếc ô tô, một cái phòng khách, hai phòng ngủ, một cái phòng bếp. Và phòng ngủ thì có nào là tặng là tủ bếp, tủ quần áo nè, máy lạnh nè, bếp thì có bàn ăn, có luôn là cái bếp âm, nhà tắm và nhà vệ sinh thì tới hai cái lận, có luôn nước nóng, năng lượng mặt trời cho quý cô chú anh chị, thiết kế hiện đại và ba luôn cái đèn năng lượng mặt trời. Thì giá của nó là như thế nào ạ quý anh chị? Thì bây giờ mình xem sơ qua cái sổ cái đi ha, rồi bắt đầu em Hào chia sẻ với chính quý anh chị mình cái giá của cái căn nhà này, để coi với cái tổng diện tích như vậy thì giá của cái căn nhà này nó sẽ là bao nhiêu nha quý anh chị. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái thửa đất số là 317 tờ bản đồ số 22, thuộc là ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ở đây là huyện, nhưng bây giờ hiện là thị xã nha quý anh chị. Sổ này là sổ cũ luôn đó quý anh chị. Đó. Và diện tích đó là 283 m², và đất ở nông thôn là được 53 m nè. Đất còn lại là cây đông năm vườn là 229 m². Và ở đây quý anh chị mình thấy nè, một cái con đường ở phía trước là 10 m. Chiều dài nó, chiều dài của cái bất động sản của chúng ta là tới 50 m nè, ở sau là 44 m rưỡi, thêm 5 m 3 nữa, như là 49 m 9 á, 49 m 8 á, coi như là 50 m. Và ở sau nở hậu 8 m. Thì với một cái căn nhà như vậy thì anh chủ á sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái mức giá là 2.960.000.000 cho toàn bộ nhà và đất. Thì quý cô chú anh chị nào đang tìm một cái căn nhà tại thị xã Hòa Thành và để an cư lạc nghiệp, gần chợ, gần trường học, thuận tiện mua bán đi lại, thì em Hậu xin chia sẻ đây một căn nhà 2.960.000.000. Bây giờ quý anh chị mình chỉ cần dọn mua vào một cái bộ salon và hai cái giường nữa thôi là đầy đủ công năng cho căn nhà của chúng ta rồi, là đón Tết tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Đó. Thì quý cô chú anh chị nào đang tìm một cái căn nhà tại thị trường tỉnh Tây Ninh và đặc biệt là thị xã Hòa Thành thì liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem cái bất động sản này. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý cô chú anh chị nào muốn quay video nè, quảng cáo bất động sản nè, gửi đến những cô chú anh chị gần xa đó, và mình đang tìm một cái bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh này, thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh ha, 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem bất động sản nè, quay bất động sản nè. Thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì cũng chỉ là nhịp cầu muốn kết nối giữa người bán và người mua, để quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu bán thì mình bán nhanh hơn, mua mình cũng mua nhanh hơn, đỡ mất thời gian ngồi tại nhà mở kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh, dùng một tách cà phê ăn sáng bên gia đình thì chúng ta có thể xem được, sở hữu được các sản phẩm bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh này. Và bây giờ quan trọng là pháp lý, thì bây giờ em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình cái quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hòa Thành đến năm 2030 để quý cô chú anh chị mình dễ hình dung được, xem coi cái bất động sản của chúng ta như thế nào. Nhiều khi bỏ vài trăm triệu thôi, vài chục triệu, vài triệu thôi mình đã tiếc rồi, mình cũng là thấy là quan trọng rồi, kiếm tiền nó phải dễ đúng không quý vị. Và thứ chi là bất động sản thì một cái tài sản rất là lớn, nên quan trọng là phải là pháp lý vững, pháp lý rõ ràng là quan trọng nhất. Đấy, và bây giờ mời quý cô chú anh chị mình xem cái quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hòa Thành cũng như toàn cảnh xung quanh bất động sản nha. Xin mời. Quý cô chú anh chị và các bạn, mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hòa Thành đến năm 2030, và cái vị trí này là cái vị trí bất động sản của chúng ta nè quý anh chị. Thì cái khu vực này là gần trường Hòa nè, trường trung học Trường Hòa, trường mẫu giáo Trường Hòa. Ngay đây thì chúng ta sẽ có một cái đường Trịnh Phong Đáng, bên đây sẽ là đường Nguyễn Văn Linh. Và cái con đường mà TH06 này là cái con đường bộ ớt đó quý chị, để dẫn về bất động sản của chúng ta. Thì quý anh chị mình thấy nè, khu vực này là đã được phủ hồng hết rồi đó, dân cư rất là đông, và các con đường ở đây được theo là ô bằng cờ, nên quý anh chị mình thuận tiện đi lại ha.
khu vực này không có bị dính quy hoạch gì hết nha quý anh chị. Đó, ở đây quý anh chị mình thấy nè, ONT này ha, khu vực ONT và đường của chúng ta đây. Đó, và hiện tại thì ngay đây nó gần cái đường Trịnh Phong Ráng nó dài và cái đường Hóc Trâm nó dài á, thì hiện tại hai cái con đường này thì mình chưa có được kết nối với nhau. Đó, thì mình chỉ đi ra cái đường này là cái đường TH06, đó là đường Bộ Ếch nha quý anh chị. Quanh cái bất động sản của chúng ta từ trên cao thì nó sẽ được hình dung nó như thế nào nha quý anh chị. Đó, một cái khung cảnh xung quanh thì dân cư nhà cửa rất là đông, bà con ở khu vực này rất là nhiều. Đó, ở phía sau nhà chúng ta thì cũng có một cái căn nhà đang được xây dựng. Thì khu vực này á là quý anh chị mình đi lên hướng chợ Long Hoa cũng gần, mà đi về hướng chùa Tòa Thánh cũng gần luôn. Đó, khu du lịch Núi Bà thì cũng gần đây luôn. Đó, mình đi hướng nào cũng thuận tiện. Và đây là cái con đường nhựa này là dẫn ra cái đường Bồ Ếch để nối giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Trịnh Phong Ráng. Đó, quý anh chị mình thấy nè, cái đường phía trước này nè là cái con đường Bồ Ếch nha quý anh chị. Đó, biệt danh của một cái khu vực ở đây. Đó, cái đường này có lộ giới là tới 30 mét lận nha quý anh chị. Hướng này là quý anh chị mình sẽ đi ra chợ Long Hải nè, mình đi Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây, cũng như là đi ra đường Ngô Quyền. Đó, ở ngoài đó thì chúng ta sẽ có một cái trường Nguyễn Chí Thanh, rồi nó đầy đủ cái tiện ích cho khu vực ở đó luôn. Hướng này thì chúng ta sẽ là đi ra con đường Nguyễn Văn Linh. Thì con đường Nguyễn Văn Linh á là một trong những cái con đường kết nối, gọi là giống giống như là một cái đường liên xã vậy quý anh chị. Thì vừa nói ở xã Trường Đông nè, quý anh chị mình lên tới là xã Trường Hòa, rồi xã Trường Tây, rồi quý anh chị mình có thể là đi thẳng trên cái con đường này để mà mình đi ra đường ra trung tâm thành phố Tây Ninh luôn. Đó, một con đường nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều cái tên. Đó, và ngay vị trí đây á là Trí Giác Cung thuộc đạo Cao Đài nha quý anh chị. Đó, thì những quý cô chú anh chị nào mà bên đạo Cao Đài thì ít nhiều chúng ta cũng có một lần đến Tây Ninh, đến với chùa Tòa Thánh nè, Trí Giác Cung, Trí Huệ Cung. Đó, thì những quý cô chú anh chị nào mà mình đến đây mình không biết đường xá thì quý anh chị mình có thể đến ngay chỗ là chợ Long Hoa nè, hoặc là Trí Giác Cung, có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.